Em xin chào tất cả các cô dì chú bác, các chủ nhà giàn, các chủ nhà hàng, gia chánh thị cưới trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay rèm màn Sơn Nhi mới vừa may xong cho vị khách này, hai vị khách với hai tông màu khác nhau. Đó là tông màu trước mắt mình đây là tông màu trắng kết hợp màu xanh thiên thanh, một màu xanh nhẹ nhàng vô cùng quyến rũ nha các bác nha. Đó, em đang lên thực tế cho khách là vải nhúng kim tuyến, hàng bên Sơn Nhi cung cấp là hàng loại 1 cho nên kim tuyến, nhúng kim tuyến nó rất là dày nha. Rất là nhiều hạt kim tuyến lung linh luôn, khi treo lên cái rạp thì nó vô cùng lung linh và đẹp. Đây, em sẽ quay xa cho các bác xem. Đây là thả, đẹp thả và bèo để em đi cho khách nè. Còn đây là hai vị khách khác nhau nha các bác nha. Một vị khách thì lựa chọn một tông màu xanh thiên thanh. Tông màu xanh thiên thanh đây ạ. Và một vị khách là lựa chọn tông màu xanh biển. Thì mỗi tông màu nó có một cái vẻ đẹp khác nhau nha các bác nha. Mỗi tông màu, mỗi nhà rạp họ có một cái phong cách và cái vẻ đẹp khác nhau. Bên rèm màn Sơn Nhi nhận may và thiết kế tất cả các mẫu theo yêu cầu của nhà rạp, kích thước của nhà rạp đưa ra. Và đặc biệt em xin ship toàn quốc cho khách nếu khách có nhu cầu. Các bác nhìn thấy rạp bên em lên đẹp chưa? Bèo, rạp. Bên em ngoài cung cấp các dòng rèm thả, bèo, các mẫu thì bên em còn cung cấp màn sao, trần sao đi các tỉnh nha nha các bác. Rồi, đẹp lắm các bác ạ. Các bác có nhu cầu xin ủng hộ cho rèm màn Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Rèm màn Sơn Nhi nhận ship toàn quốc cho các bác luôn. Trời ơi, đẹp quá đẹp. Đẹp không các bác ơi?